Khoa cùng những người thực hiện chương trình đang cùng trở lại với các khán giả quen thuộc truyền hình trong chuyên mục Chat với Sao. Và có thể nói khi mà ngồi đây, anh Khoa lại nhớ đến nhân vật đầu tiên và buổi ghi hình đầu tiên cách đây gần 5 năm về trước, một buổi chiều tại một quán cà phê, và chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất là nhiều, cũng như sau đó đã cùng đến rạp để xem một bộ phim lúc đó cũng đang rất là hot. Bộ phim được mang tên Brokeback Mountain, và anh đã chia sẻ rất nhiều về những con đường thành công, những trải nghiệm và cả những vui buồn trong một cái quãng đời mà mình đã đi qua. Và ngày hôm nay lại cùng hội ngộ với anh để mang đến những điều mới mẻ, ấm áp và cùng chia sẻ nhiều hơn nữa về anh, về cuộc sống của anh, dành cho tất cả quý vị khán giả, những người đã yêu thương tiếng hát của anh. Nào, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau hội ngộ khách mời lần này, danh ca Đàm Vĩnh Hưng. Xin chào Khoa. Rất là lâu rồi mới được gặp lại anh. Thời gian của anh khá là bận biểu, và khi mà đã mang đến những cái sản phẩm âm nhạc và cả những hoạt động âm nhạc của mình hấp dẫn, đa dạng và luôn luôn dày đặc như vậy, tưởng chừng như là có lúc anh được rỗi rãi, được thư giãn ra, nhưng mà bây giờ khi mà gặp anh thì quả thật vẫn luôn tất bật. Như cuộc hẹn ngày hôm nay cũng vậy, phải giờ tới giờ lui rất là nhiều lần để có thể thực hiện được. Gọi là công việc nó nhiều, và tại vì bản thân Hưng cũng đã viết ra cho mình cái bản kế hoạch 10 năm phải chạy cho được cái bản kế hoạch cho xong. Chính vì thế mà tận dụng hết sức tối đa cái công lực mình đang có và cái độ hot mình đang có. Wow. Và một ngày thì anh dành bao nhiêu thời gian để làm việc? Hình như là nó không có bị được đặt ra là phải làm bao nhiêu, nghỉ bao nhiêu cả. Nó xong việc thôi, hết việc này tới việc kia, và nó thành thói quen, trở thành một cái người bị mê việc lúc nào mà không hay. Anh mới nhắc đến một cái quãng đường 10 năm rất là hay. Anh Quang nghĩ là 10 năm để tạo nên một cái sự thành công thì quả thật không dễ chút nào cả. Và theo như anh thì nếu mà có nhiều lần 10 năm như vậy nữa, anh có những cái cuộc chinh phục khác hay không? Với điều kiện là cái tuổi của mình phải đứng im vậy nha. Thời gian thì cứ 10 năm như vậy đi, nhưng mà tuổi mình phải đứng im. Vì là cái sức khỏe mình phải có thì mình mới thực hiện được những cái điều mình mong muốn, ít nhất là cho bản thân mình và cho nghề nghiệp của mình. Và thế đối với những cái người mà làm về công việc biểu diễn hay về tổ chức á, khi mà người ta tìm những cái gương mặt tài năng á, người ta sẽ không tìm những ai trên 20 tuổi hoặc là trên 18 tuổi, bởi vì lúc đó thì cái độ đầu tư hoặc là cái khả năng mà người ta tạo nên cái sự thành công của một cái gương mặt đó nó mang tính khả thi và có vẻ là không có bị rủi ro. Nhưng mà với trường hợp của anh thì thành công ở lứa tuổi ngoài 30 thì dường như rất là hiếm hoi. Điều đó có lẽ nghĩ là Khoa nói đúng. Hưng bước vào nghề cũng rất là muộn. Hưng nhớ không lầm là cái năm 2001 là Hưng bắt đầu được bình chọn, báo giới Sài Gòn bình chọn là hiện tượng của năm, hiện tượng của âm nhạc lúc đó. Thì lúc đó Hưng đã là 30 rồi. Yeah. 2001 là 30 tuổi. Thì Hưng thấy mình có một cái gì đó nó mang một số phận đặc biệt ở trên người mình. Nó thay đổi đi từ một cái anh chàng làm tóc đó, bước vào ca hát, rồi đi lên dần những nấc thang và đi lên nơi quá xa so với cái ước mơ của mình mong muốn là được lên sân khấu. Thì anh thấy rằng là đúng là mình đã mang vào trong mình những cái điều vô số, những điều đặc biệt thì hơi khác người bình thường tí xíu. Nếu mà cái lứa tuổi từ 20 cho đến 30 thì chắc chắn là có những cái suy nghĩ nó bộn bề hơn, và cái năng lượng dường như ở cái thời trẻ đó nó cháy nhiều hơn. Còn ở sự 30 của anh khi mà đón nhận thành công á, thì dường như mọi cái thận trọng hơn nhiều. À đúng, Khoa nói cái sự đón nhận về thành công nó bình tĩnh, rất bình tĩnh. Tại vì mình hơn nghĩ nếu mà thành công sớm thì chưa chắc gì mình có thể có những cái suy nghĩ nó sâu, hoặc là mình có những cư xử nó đúng với đồng nghiệp, với các người làm chuyên môn hoặc là các người tổ chức. Vì là Hưng nghĩ nếu mà nhanh chóng mặc một áo vinh quang vào người mình thì cũng rất dễ có thể làm người ta bị bay, bị hoang tưởng và không biết mình đi qua những cái ngày tháng gian khó như thế nào để cảm thấy cái sự mà thành công vinh quang nó là giá trị thật. Hưng nghĩ là có lẽ cái sự an bài, sắp xếp của số phận và của Thượng Đế dành riêng cho Đàm Vĩnh Hưng là như thế rồi. Khi mà đi qua và chinh phục những cái đỉnh cao trong thành công, trong công việc và cả những cái điều mà anh đã tạo dựng nên nữa, ở một mặt nào đó, nếu mà anh đang ở một cái tọa độ hay một cái không gian nó cao
cao nhất định rồi, thì cái điều tiếp theo sẽ làm là gì ạ? Đó là nếu thôi đúng không? Chứ còn mình Hưng có cái suy nghĩ và cách sống của mình rất là cấp tiến và tiếp cận cái gì đó mới mẻ rất là nhanh nhanh nhẹn. Hưng thấy rằng là mình lúc nào cũng phải tìm tòi những cái mới để mình leo lên tiếp. Nếu Hưng tới được cái nơi đó, Hưng sẽ đứng ở đó nhìn những cái điều đánh xa hơn. Hưng sẽ bay qua tới đó, Hưng đi chinh phục cái đỉnh núi cao đó nữa. Hưng không bằng lòng về mình sau khi làm xong những việc gì đó. Đó là cái thói quen chỉ cho mình điểm, nếu mà người ngoài ta nói là quá xuất sắc, quá hoàn hảo thì Hưng chỉ cho mình điểm 7 chứ chưa được điểm 10. Lúc nào cũng muốn điểm 3 điểm còn lại phải thật hoàn hảo trong công việc, trong từng cái dự án, từng cái gì nó liên quan tới tên tuổi và sự nghiệp của mình. Lúc nào cũng muốn là nó phải thật là tròn trịa. Chính vì thế một cái bài hát khi mà thu âm, ví dụ vậy thôi, Hưng phải thâu, mặc dù Hưng thâu rất nhanh nhưng mà Hưng sẽ lột tả một cách trần trụi nhất, không còn gì để mà lột tả được nữa thì mới thể hiện. Có một câu hát thôi, có những câu hát mà Hưng thâu tới 46 lần một câu, một có 5 chữ 6 chữ thôi 46 lần. Wow. và tìm không ra được cái đúng cái tinh thần và nó cái lúc đó, hoặc là cái độ ngọt mà xuống để người ta nghe người ta vỗ tay liền. Phải thu rất là nhiều lần. Hưng nhớ có một câu đó thôi mà câu rất quen thuộc rồi, tới khi ghi âm lại phải âm 46 lần mới mới đạt được cái điểm mong muốn. Đó là cái mà Hưng, cái bản tính và cái khó chịu trong con người của Hưng khi làm việc là như vậy. Anh nói đến đây thì mới quả thật thấy rằng là một cái người cầu toàn như như anh thì chắc chắn là sẽ chẳng bao giờ hài lòng với bản thân mình đâu. Tận đến mãi sau này, cái thời gian gần đây thì anh Khoa mới biết được, và cả những cái người thích tiếng hát của anh, họ cũng thích âm nhạc, họ có gửi gắm là khi nào mà có dịp trò chuyện với anh đó thì sẽ hỏi một câu là thật ra thì cái hơi anh không không dài mà rất là ngắn, nhưng anh đã thành công và anh biến hóa, anh làm những cái phép thuật để những ca khúc của anh và cả những ca khúc đã cũ rồi luôn mới khi anh hát. Xin cảm ơn sự yêu thương đón nhận của mọi người cũng như là sự nhìn nhận đánh giá về Hưng như vậy. Hưng cũng rất là thật thật với chính bản thân mình và với khán giả của mình khi mà Hưng cũng thừa nhận nếu mà người ta có khuyết điểm ta sẽ giấu đi Dạ, đúng không? đúng Đó rồi. là cái dại nhưng mà Hưng vẫn có thể nói với khán giả của Hưng. Hưng tại vì là cái điều đó cũng không khó để nhận ra đối với những người chuyên môn. Thôi thì mình nhận trước đi cho rồi, nếu không người ta phát hiện ra mình không hay thì Hưng rõ ràng là hơi Hưng ngắn. Nhiều khi Hưng hát nghe một số những nghệ sĩ cải lương nè, hoặc là những anh chị mà ở trong trường á mà ngân những cái đoạn nó dài, sao mà dài quá vậy trời, sao mình thấy sao mà hay quá vậy, mình cũng thèm lắm. Nhưng mà Hưng có cái khác bù đắp lại, cách xử lý bài hát của Hưng nè, rồi cái từng câu từng chữ nó phải thật là hoàn hảo, hoặc là tròn trịa và thật là diễn cảm được đúng cái nỗi buồn, cái niềm vui đó, thì lúc đó đó thì mình mới thắng nhanh hơn, chứ chưa chắc hơi dài cũng đã làm người ta hài lòng. I know this won't last forever. So hold, hold me tonight before the morning takes you away. Hãy hôm nay thật lòng. Bây giờ hết hai tay lên đi. Như kia nữa à? Bình minh, giơ tay lên quý vị ơi. Có bóng tối dưới lối anh đi, buồn từng đêm bơ vơ lạc bước mơ, biết sẽ rất buồn khi nắng mai về, ước sẽ có ngày tay níu tay một lần được nói cùng em. Hát to lên.
thật lòng. Vì mai đã xa nhau thật rồi, anh biết khi tan bóng đêm bình minh.